Hello, hello, xin chào các anh em. Đây là kênh Sóng TV. Hôm nay mình đang ở trang trại. Đây là nhà yến của mình. Một căn bên này và một căn bên này nữa. Hôm nay đi ở đây thì phát hiện là một cái tổ, gọi là tổ chim biềm biệp. Các bạn ở thành phố thì có khi là các bạn chưa bao giờ thấy nó đâu. Do đó thì video clip này thì làm để anh em coi chơi cái tổ chim biềm biệp nó như thế nào. Đây, khu bên này vẫn còn nhiều cỏ dại. Bên này mình chưa làm xong. Bên này thì khá là ổn rồi. Cái tổ chim biềm biệp nó khá là xấu xí, chẳng có gì đẹp cả. Đây, nó làm cũng thấp lắm bạn, không có cao giống như chim khác đâu. Đây, cái chỗ này nè, đó, nguyên cục này nè, đó là cái tổ chim biềm biệp á. Nhìn xung quanh đi ha, chỗ này nó cao cao như đây thôi, cái tầm khoảng 1,5 m gì đó. Rồi thì nó làm á là cái tổ của nó là hình tròn, giống cỡ như bự hơn nó bảo hiểm tí xíu. Ở trên có mái luôn ha, nó lấy cỏ tranh á, nó đang xung quanh nè. Và nó sẽ có một cái lối đi vô. Mình không biết là hôm nay mình có làm phiền gì tụi nó hay không thì mình không biết. Đây, tại vì tương truyền thì có một số người ta nói là cái tổ biềm biệp đó là một cái nơi rất là nguy hiểm, mình không nên gọi là xâm phạm nó, bởi vì khi mà cái tổ mà chim biềm biệp con á thì có thể chim biềm biệp bố mẹ nó mang con rắn nó bỏ ở chổng. Nghe thì có vẻ ghê ha, do đó thì mình cũng không có nhu cầu sẽ xâm phạm nó đâu. Mình đang quay bằng cái máy quay GoPro, cho đó thì cái việc mà đưa cái máy vô có lẽ nó sẽ không có gọi là quá nguy hiểm. Mình sẽ cho các anh em xem. Rồi bây giờ đi vô. Chúng ta có thể thấy được cái vỏ trứng ha, thấy cái vỏ trứng không? Đây, vỏ trứng nè, trứng đã nở rồi, hay quá. Ok, mình sẽ đi vô từ từ. Hello baby, baby, chúng ta có thể thấy gì các bạn? Wow, chim con. Wow, những con chim biềm biệp con. Tương truyền đó các bạn, thì những ngày xưa thì cái loại biềm biệp nó có một cái loại thuốc, rồi thuốc nam á, để nó trị vết thương cho con của nó, đặc biệt là cái vấn đề về gãy xương. Thì khi mà con chim biềm biệp con nó bị gãy xương thì chim bố mẹ sẽ mang cái cây thuốc đó về đắp cho nó và nó sẽ lành bệnh. Thì các thầy thuốc nam mới đem cái việc này á, lợi dụng đó mới là kiếm cái tổ biềm biệp giống thầy nè, rồi hả, bẻ gãy cái chân của con chim non đi để cho bố mẹ nó trị thương đó. Bố mẹ nó trị thương xong á thì các thầy lại tiếp tục bẻ tiếp cái chân còn lại, cứ như thế mà bẻ hết chân trái chân phải, rồi bố mẹ nó cứ đem thuốc về nó đắp cho con nó, cứ thế mà làm riết thì con biềm biệp con nó lớn lên thì nó trở thành một con biềm biệp, nó tại được nuôi bằng thuốc từ nhỏ và nó sẽ rất là tốt. Người ta sẽ nói là như vậy thôi, nhưng mà mình thì mình không ủng hộ việc này lắm. Hãy bảo vệ cái môi trường thiên nhiên, những con chim này nó chẳng làm hại gì chúng ta cả, do đó đừng làm hại nó. Và đây là tổ chim biềm biệp, các bạn nhìn kỹ lại lần nữa ha, giống như một cái nón bảo hiểm khá là bự, đang bằng các loại cỏ dại, cỏ tranh, cỏ lát vân vân rất nhiều này xung quanh. Hồi lần trước mình đi lên đây thì mình có thấy nó, nhưng mà lần đó thì bị mưa nên thành ra mình không có quay phim cho các bạn được. Hôm nay quay trở lại thì đã có trứng rồi, chim non đang nở ở trong đó luôn. Rất là đáng mừng, đây là một câu chuyện vui. Kính chúc các bạn mẹ tròn con vuông ha, bạn biềm biệp đáng yêu. Ok, mời các bạn xem lại một số hình ảnh của các bạn chim biềm biệp thêm lần nữa, rồi mình sẽ kết thúc video clip này thôi, mình sẽ không làm phiền các bạn lắm. Hello baby, hello. Nói thêm đó là con biềm biệp bố mẹ đó, nó thấy con nó bị cắn liên tục thì sở thích của biềm biệp đó là ăn thịt rắn, do đó thì biềm biệp nó sẽ đem một con rắn con đem về đây nó nuôi chung, rồi các thầy mà cứ thọ tay vô thì sẽ có người bảo vệ chăm sóc các thầy đấy, thầy đấy. Vâng, và chúng ta không nên, mình thì cũng chỉ dám có đưa cái cây này vô để quay phim thôi chứ cũng không dám gọi là
đưa bàn tay vô trong đó, mình khá là nhát rắn. Vâng. Ok, video clip này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các anh em trong những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Mình sẽ chia sẻ tất cả những thứ mà nó diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Nó rất nhiều niềm vui các bạn. Ok, rất vui nếu các anh em bấm nút subscribe, nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Sống TV. Goodbye.